anh em xem dùm giúp mình cái lỗi này nha. Cái men cái laptop Asus nó bị cái lỗi tình trạng cái này. User password này, rồi hai là 7 token password. Sau khoảng gần 300 giây là nó tự tắt. Cái lỗi này và cách xử lý là anh em có thể giúp mình chỉ dùm mình cái. Mình bó tay.